chịu thua, chẳng nghe thấy gì cả. Có anh như không? Hay là nếu mà có nghe tiếng, ví dụ tiếng nói hoặc là tiếng động gì đấy, thì những cái tiếng đó nó trả ra làm sao mà nó là những tiếng ồn ào rất là khó chịu. Những cái kết quả đó cũng là nhờ bác sĩ Châu. Bác sĩ đã tận tình, thứ nhất là tận tình, thứ hai là phải là có tài. Không có tài thì tận tình cũng như không, là vì bao nhiêu bác sĩ khác cũng đã tận tình rồi chứ không phải không. Tôi xin thành thật cảm ơn bác sĩ Châu. Hai bạn nói này, rồi khi mà mình bắt réo, khi mà mình bắt réo thì máu nó sẽ bị chặn ở đây và nó không xuống chân được, bị ảnh hưởng thân. Và hai tay nắm hết là đi đúc vô đất. Đâu có phải. Đâu có phải, nó rã hết rồi. Thì khi mà đất này mà choàng chặn hết mấy cái hai mạch máu này, chặn hết hai mạch máu này, thì máu bây giờ nó vô lên đầu rồi. Tay thì tôi chặn đầu, một tay là tôi chặn ngay đây, không phải tôi đẩy máu. Mọi người đi, bên trên ngồi xuống. Chút xíu mình sẽ làm, đang tôi đẩy máu lên. Và khi tôi đẩy máu này lên thì nó sẽ bơm lên trên nhiều bớt bên cái tay, bên là bên trên này, bên giữa này, tay, bơm máu vô tay. Đó, thì khi ta bơm máu vô tay thì cái lỗ tai đỏ lên hết mọi người thấy không? Rồi bơm cho nó mạch cảnh để cho máu lên não xong rồi thì ta vê tay. Mà khi ta vê tay này tức nè, thì khi nào mà nghe thống nhất cái tay này thì cái hiệu quả của nó là mới có tốt. Rồi nắm ngón tay vào vô đây cho máu vô tay, cái này nắm lần xuống đau là tại vì hôm qua mình làm rồi, bữa nay mình làm tiếp bác mới thấy đau. Rồi mềm mềm cổ ra. Rồi xong tay này nè, điếc hoàn của anh. Tay này điếc hoàn toàn đã lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi, mấy chục năm rồi chứ. Đấy. Nhưng mà bây giờ thầy nói như vậy là tôi nghe bằng tay này thấy rõ là nghe bằng tay này chứ không phải bằng tay này. Đó. Ước ao mình được nghe thấy những các cái tiếng đó. Đấy là cái tâm sự thực của một chàng điếc, nó là như vậy. Nói điếc hoàn toàn. Về sau tôi đã chữa nhiều thầy thuốc, bác sĩ thuốc, tây thuốc ta ở Việt Nam, trước mai là không ăn thua gì. Thế đến sang Mỹ cũng lại tiếp tục chữa mấy chục năm dùng thuốc tây thuốc ta, mà bao nhiêu những cái hearing aid chứ không có kết quả gì. Ở bên mình nghe được cái lời nói bình thường, tức là mình coi như là mình sống lại được một nửa cuộc đời. Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983 581 652.